Để bắt đầu, cho phép mình kể cho các bạn đôi ba câu chuyện nhảm nhí. Kinh điển 1. Ông ơi, tôi mới đăng ký học khóa X trên Coursera. Đọc chương trình học thấy mê lắm. Mỗi tuần bỏ ra chút thời gian là ổn. 3 weeks later. Ê, khóa học trên Coursera của ông thế nào rồi? Khóa học nào nhỉ? Đợt này tôi bận quá ông ạ. Có lẽ phải đợi khi khác. Many months later. Ông ơi, tôi tìm được khóa Y này còn hay hơn cả khóa X. Chờ mãi mới được khóa free mà nội dung hay thế. Lần này tôi viết cả kế hoạch phân bổ thời gian để học rồi. Hứa chắc chắn sẽ hoàn thành. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ê ông ơi, học xong khóa Y chưa? Hay không? À, giờ này đang có khóa Z ông ạ. Kinh điển 2. New Year Resolution. Chăm chỉ thể thao, giảm 5 cân, lấy lại vóc dáng. Đọc 30 cuốn sách, đi du lịch 2 nước, tiết kiệm được xxx triệu đồng trong tài khoản. Bla bla bla. Ông ơi, năm nay đọc sách thấy có cuốn nào hay không? Giới thiệu cho tôi để đọc thêm với. À, ông đọc Tắt đèn làm đĩ nhá. Rất giàu tính nhân văn, thể hiện tiếng lòng của cả một giai cấp. Là bức tranh sống động khắc họa một giai đoạn lịch sử dân tộc. Ok ông, nhưng mà 3 năm liền ông đã gợi ý Tắt đèn làm đĩ rồi. Năm nay lại vẫn tiếp tục Tắt đèn làm đĩ à? Tôi thấy giờ người ta làm ô tô điện với tên lửa vũ trụ rồi ông ạ. Bạn thấy quen không? Welcome to miền đất hứa, nơi những mục tiêu được sản sinh hàng ngày hàng giờ để mãi mãi nằm ngay ngắn, phẳng phiu và không tì vết ở một nơi nào đó rất đỗi xa xăm. Những kẻ lạc quan. Tháng 8 năm 1958, trong không khí của phong trào đại nhảy vọt, Bộ Chính trị Trung Quốc đứng đầu là Chủ tịch nước Mao Trạch Đông quyết định đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng thép sản xuất được trên cả nước trong vòng 1 năm. Tất cả mọi tầng lớp xã hội, từ viên chức, giáo sư tới công nhân nông dân được điều động, hàng trăm ngàn lò luyện thép được xây dựng. Kết quả là sau rất nhiều nỗ lực, sản xuất thép ở Trung Quốc tăng trưởng về số lượng nhưng lại sụt giảm nghiêm trọng về chất lượng. Vừa không đạt được mục tiêu đặt ra, lại vừa trực tiếp ảnh hưởng tới cơ cấu lao động của các ngành nghề khác. Điều này gián tiếp làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo khủng khiếp ở Trung Quốc lúc bấy giờ và đẩy hàng chục triệu người vào chỗ chết. Đó là cái tai hại của việc đặt ra những mục tiêu phi thực tế. Ở cấp độ quốc gia, những mục tiêu kiểu này dễ dàng bị gắn mác ngông cuồng, ảo tưởng, ngu ngốc, thảm họa. Nhưng chỉ ở cấp độ quốc gia đại sự thôi, còn ở cấp độ cá nhân thì việc đặt ra các mục tiêu tương tự sẽ diễn ra bình thường như cân đường hộp sữa, kiểu như thế này. Chỉ nhân đôi năng suất rồi, củi vãi. Tất nhiên, thông thường chẳng ai nói trắng ra như vậy để tránh ăn gạch vì ảo tưởng sức mạnh. Ngược lại, chúng ta, những sinh vật đầy khéo léo, thường sử dụng một số thủ pháp nghệ thuật đặc sắc để thiên biến vạn hóa, chẳng hạn như là làm cả tháng chưa chắc kiếm nổi 1.000 USD, nhưng định bỏ ra chỉ vài tiếng mỗi ngày cho một công việc gì đó để nhanh chóng kiếm thêm một khoản tương tự. Vì kiếm tiền nó dễ mà. Mình cũng từng nghĩ thế, và đó là lý do tại sao giờ này vẫn đang cào phím thay vì quay vô lăng Ferrari ở Paris. Cụ thể chi tiết thế nào xin được cất sang bài khác. Tuy vậy cũng xin khẳng định rằng điều này không hề bất khả thi. Thực tế mình biết những người thậm chí có thể làm được hơn con số ví dụ trên rất nhiều. Nhưng chắc chắn rằng khi được hỏi về những gì phải đánh đổi để đạt được cột mốc này, người có tâm sẽ đưa ra cho bạn một câu trả lời phức tạp hơn chỉ 2-3 tiếng mỗi ngày rất nhiều. Trừ khi họ sắp bán cho bạn khóa học làm giàu với giá vài chục triệu, với đảm bảo không thành công thì bạn cứ thêm đại chữ nhân vào sau nó và trở thành công nhân. Một vĩ nhân từng nói, suy nghĩ đơn giản không khiến cuộc sống của bạn đơn giản. Cái này mình xạo cho deep thôi, chứ thật ra đây là tiêu đề bài viết của Husky Wanna Fly. Các bạn thích thì cứ vào Spy Room mà đọc. Tương tự, việc vô tình hay hữu ý gạt đi những vật lộn, những lên voi xuống chó để đắm mình trong mộng tưởng về tương lai tươi đẹp cũng không khiến con đường đến đích của bạn dễ dàng hơn tẹo nào. Vậy phía sau 2-3 giờ hàng ngày để có thể dễ dàng kiếm thêm 1.000 đô la kia là gì? Là rất nhiều thời gian, tiền bạc bỏ ra để học, trải nghiệm và tối ưu hóa thời gian cũng như hiệu quả công việc. Là 2-3 lần ngã sấp mặt nhưng vẫn đứng lên, tươi cười và đi lừa thằng khác. Cái này tác giả đùa thôi. Nani? À nhưng mà tác giả là mình mà. Thôi, tiếp. Chỉ xét riêng về thời gian thôi, có người cần vài tuần, một số khác cần vài tháng. Và một số nữa vì không phù hợp nên có khi cần tới cả đời chỉ để nhận ra rằng mình đã lựa chọn sai lầm. Một vài ví dụ khác cho thêm phần sinh động. Đọc cả năm không được 100 trang sách, nhưng đặt mục tiêu một cuốn một tháng để cải thiện thói quen đọc. Dạo Tết năm ngoái, mình bắt gặp không ít bạn share ảnh liệt kê mấy chục cuốn sách đủ thể loại làm mục tiêu đọc cho năm mới. Trong số đó, chẳng hiểu bao nhiêu đã hoàn thành và bao nhiêu đành bỏ cuộc sau hơn một năm. Và cũng chẳng hiểu trong số đã hoàn thành, bao nhiêu người thực sự đọc hay chỉ bom bổ cày lấy số lượng. May năm ngoái mình lượng sức mình nên không share cái ảnh đó, không là năm nay có cớ để anh em bạn bè sỉ nhục, phỉ nhổ mỗi khi gặp mặt rồi. Bạn biết đấy, sai lầm lớn nhất đời người là xem thường những thằng bạn thân. Lũ thú hoang bằng một cách kỳ diệu nào đó luôn tình cờ thấy những gì thối nát nhất của bạn trên Facebook và không ngại ngần chỉ ra điều đó ở khắp mọi nơi để giúp bạn tốt hơn. Bản thân mình cũng từng đặt mục tiêu viết một bài mỗi tuần trên Spyroom và kết quả là sầm lờ chỉ sau vài tuần vì không lường trước được chuyện viết tử tế sẽ khó và tốn thời gian đến thế.
Nói văn hoa thì là vậy, còn trần trụi ra thì về cơ bản là do không tính được độ cùi bắp của bản thân. Yếu tố hiếm hoi khiến mình nhận ra rằng trong cuộc sống hữu hạn này vẫn luôn tồn tại những điều vô hạn. Tại sao chúng ta lại lầy như vậy? Ok, thật ra có hai lý do thôi. Một, ảo tưởng sức mạnh, đặc biệt là ảo tưởng về khả năng tuân thủ kỷ luật của bản thân. Với vấn đề này có hai cách giải quyết. Thứ nhất là trải nghiệm, cứ đặt mục tiêu, lao vào làm nghiêm túc. Keyword ở đây là bạn phải nghiêm túc nhé. Sau đó bạn điều chỉnh lại mục tiêu, vân vân. Dần dần, va vấp càng nhiều thì mức độ ảo tưởng sẽ càng được tiết chế. Thứ hai, so sánh, hãy tìm kiếm một hình mẫu, xem, hỏi, trao đổi để biết họ làm được gì, trong bao lâu, từ đó đặt mục tiêu cho riêng mình. Tuy nhiên, hãy chấp nhận chuyện mọi so sánh nó chỉ là tương đối thôi. 2. Sai lầm khi tiếp cận mục tiêu theo lối chả có gì để mất, nếu được thì tốt, không được thì thôi. 99 trên 100 người tiếp cận vấn đề theo kiểu này sẽ fail ngay từ trong suy nghĩ. Đây cũng là lý do thỉnh thoảng mình vẫn vào Windows Shopping mấy khóa học trên Coursera hay edX, nhưng chưa bao giờ hoàn thành được dù chỉ một. Thay đổi thế nào đây? Vì biết rằng sự ảo tưởng của bản thân đã vượt quá giới hạn có thể cứu chữa, mình lựa chọn thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Cụ thể hơn, mình tạo ra một thứ gì để mất khi theo đuổi mỗi dự định bất kỳ. Và trong trường hợp này, lựa chọn đơn giản nhất là tiền. Chống chỉ định cho những ai không thích tiền, hay có thể hiểu nôm na là không ai cả. Nói vậy chứ nếu không thích tiền thì bạn hãy đặt ra thứ gì có giá trị một chút. Thậm chí cực đoan thì có thể là những thứ lỡ mất thì coi như đời bạn cũng tèo. Ví dụ như là son của gấu, phấn của vợ, mascara của bồ, học bạ của con hay sổ đỏ của gia đình chẳng hạn. Lúc này đầu óc bạn sẽ tự nhiên chuyển dịch và hướng sự chú ý tới điều bạn mong muốn thực hiện. Đó là sức mạnh của nỗi sợ mất mát. Nói về nỗi sợ này, trong cuốn Tư duy nhanh và chậm, tác giả Daniel Kahneman có đưa ra một ví dụ khá thú vị liên quan tới hành vi của các tài xế taxi dựa theo thời tiết. Thông thường, các tài xế này kiếm được nhiều tiền hơn vào những ngày mưa so với những ngày nắng. Vậy nên logic nhất là họ nên cố gắng chạy xe thêm vào ngày mưa và về sớm hơn vào ngày nắng để đạt hiệu quả kiếm tiền cao hơn mà lại tốn ít công sức nhất. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Tại sao lại như vậy? Vì trời mưa, các tài xế taxi thường kiếm được tiền nhanh. Họ hài lòng vì đạt chỉ tiêu và có xu hướng về sớm. Ngược lại, khi trời nắng, mức thu nhập thấp, tương đương với cảm giác mất mát vì không đạt chỉ tiêu, khiến họ cố gắng chạy vòng vòng với hy vọng kiếm thêm chút đỉnh, và cuối cùng lại về muộn hơn dự định. Hãy tận dụng hiệu ứng tâm lý này để tăng thêm quyết tâm theo đuổi mỗi dự định của bạn. Bỏ tiền ra cho Coursera để học lấy chứng chỉ, nỗi sợ mất tiền oan chả được gì sẽ giúp bạn có động lực học tới nơi tới chốn. Cắm sổ đỏ để kinh doanh, buôn bán, trade coin. Nỗi sợ màn trời chiếu đất sẽ giúp bạn tìm hiểu mọi thứ kỹ càng thay vì chỉ làm ăn theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Ví dụ thôi nhé, còn thường thì bạn cắm xe thôi cũng là ok rồi, đừng cắm sổ đỏ của bố mẹ. Chi tiền mua sách về đọc hoặc đi học một kỹ năng nào đó, nỗi sợ phí tiền vô ích sẽ khiến bạn nghiêm túc hơn. Thử nghĩ lại xem, bạn có bao giờ đọc mấy cuốn ebook được gửi free sau khi like, share, tham gia mini game trên Facebook không? Mình thì không bao giờ, nhưng mình có đọc những cuốn sách tự bỏ tiền ra mua về. Trên thực tế, bản thân mình cũng đã áp dụng phương pháp này, chứ không chỉ chém gió suông cho sướng miệng. Nhưng mà đến bây giờ thì vẫn toàn đau thương mất mát thôi. Thích tìm hiểu về chứng khoán và thị trường, mình bỏ tiền ra chơi, kết quả là thị trường xuống sầm lờ, nhưng mình thực sự cảm thấy có động lực để đọc tin tức, tìm hiểu lại về tài chính, vân vân. Thích tập đàn, mình bỏ tiền ra đi học thay vì tin tưởng rằng bản thân sẽ đủ kỷ luật để nghiên cứu và tự học qua YouTube. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, mình hoàn toàn có thể làm được điều này, vì YouTube cực kỳ nhiều tài nguyên và vì kỹ năng nền của mình cũng đã tạm tạm, đủ để không rơi vào cảnh chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thích thử tập tuệ kinh doanh, mình cũng bỏ tiền ra để trải nghiệm thay vì chỉ ngồi nghĩ. Kinh nghiệm bản thân của mình chỉ ra rằng càng nghĩ thì càng không ra, vì đã có kinh nghiệm quái gì về lĩnh vực đó đâu mà nghĩ với ngợi. Thà rằng cứ bỏ tiền ra để tư duy chuyển từ phải làm giàu rất chung chung thành phải làm sao cho đỡ mất chỗ x tiền đã đầu tư, hết sức cụ thể, và thậm chí là mất trước một chút vì ngu phí còn tốt hơn. Ở đây có một lưu ý nhỏ, hãy đảm bảo khoản tiền thứ đặt cược ít nhất đủ giá trị khiến bạn nuối tiếc khi mất. Nếu không lỡ mà lợi bất cập hại, vừa mất tiền vừa chả được ích lợi gì, các bạn lại quay lại chửi mình xui dại thì oan lắm. Kiểu các bạn bỏ những 3.000 tiền gửi xe để có động lực làm việc XYZ nào đó, xong vẫn chả thấy động lực đâu, xong lại quay ra chửi tôi chém gió thì cũng đáng lòng. À, mà cũng đừng cắm sổ đỏ để trade coin về đánh chứng khoán nha, trừ khi bạn đang có sẵn tầm chục cuốn có xác nhận của chính quyền địa phương rồi. Còn lại thôi tha cho bố mẹ bạn đi. Chúc may mắn. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.